Vâng, kính thưa quý khán giả KPT Hải Ngoại, trong dịp chúng tôi về đây tác nghiệp tàu sân bay Keo Vinh Chân tại thành phố Đà Nẵng, và ngày hôm nay thì đã gần một tháng, và rất may mắn và trong cái ước nguyện của chúng tôi khi về Việt Nam làm cái phóng sự tàu sân bay là cái trong cái tinh thần tôn trọng sự thật và nói lên sự thật, và những hình ảnh của KPT Hải Ngoại đã 10 năm qua chứng minh rằng là một cái trang mạng luôn luôn tôn trọng sự thật. Bị có thể nói cho quý vị biết sự thật về cái bộ lịch sử Việt Nam 15 tập. Xin giới thiệu với quý vị phó giáo sư tiến sĩ Phan Huy Lê. Xin mời bác gửi lời chào khán giả các bạn trẻ. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Vâng, thưa bác, câu hỏi đầu tiên, bác có thể giới thiệu qua năm nay bác niên kỷ bao nhiêu và bác giữ gì, cái nhiệm vụ gì trong cái quyển lịch sử Việt Nam 15 tập? Tôi thì thuộc về cái sự học lão thành rồi, năm nay tôi đã 85 tuổi, cho nên cũng may là tôi đã được chứng kiến tất cả những cái diễn biến của sự học trong nước đấy. Từ năm 1956 cho đến tận bây giờ, tức là trên nửa thế kỷ, thì trong đó có cả lịch sử 15 tập của nhà sử học. Trước đây tôi là chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam, nhưng mà từ tháng 3 năm 2007 thì tôi đã xin từ chức vì tôi làm chủ tịch hội tới 6 nhiệm kỳ, tới gần 30 năm rồi, cho nên là các bạn đồng nghiệp thể tất và cho tôi nghỉ. Thì bây giờ tôi là giáo sư sử học và là chủ tịch danh dự của khoa học lịch sử. Vâng, thưa bác, hôm Tết, nhân dịp Tết thì cái chủ tịch Trần Đại Quang có tới đây để gọi là thăm hỏi bác. Thì mục đích cái buổi thăm viếng đó là cái gì? Các đồng chí lãnh đạo của nhà nước đấy, dịp Tết hay là ngày 20/11 đấy, tới thăm các nhà khoa học, các nhà văn nghệ sĩ lão thành và trẻ tuổi đấy, thì thực ra đấy là chuyện rất là bình thường. Rất là bình thường, rất bình thường. Thì đúng là dịp Tết vừa rồi đấy, thì chủ tịch Trần Đại Quang có tới thăm tôi, nhưng mà đây cũng phải là một hiện tượng đặc biệt, vì trước đó đấy thì thỉnh thoảng các đồng chí lãnh đạo cũng có tới thăm tôi, như là vừa rồi là Trương Tấn Sang, vừa rồi trước đây là Trương Tấn Sang, trước đó nữa là Trương Tấn Minh Thiết, bắt sáu phòng này, thì chuyện đấy là chuyện rất là bình thường, gọi là bình thường, không nên coi có gì đặc biệt ở đây. Vâng, cho tôi nói rõ hơn về một sự này một tí. Dạ vâng, mời bác. Trước hết thì nói là tôi tuyệt đối không có liên quan gì một sự này cả. Không có liên quan gì. Tuyệt đối không có liên quan, kể cả trong cái chủ trương, rồi cả trong cái quá trình xây dựng đề cương, rồi quá trình có ý kiến, và cả trong kỷ niệm thu đấy, nhiều người phản cảm cho tôi là ít nhất là tôi là chủ tịch hội đồng nghiệm thu, tất cả những tin đó đều sai hết, tuyệt đối không có cái quan hệ, không có cái gì dáng gì bộ sự này. Nhưng mà tôi rất biết cái quá trình xây dựng bộ sự này, vì nhà sử là một trong những cơ quan của tôi có cái quan hệ mật thiết nhất, và từ khi thành lập viện đấy, cho đến tận bây giờ, và các anh ở bên phụ sự đấy thì đều là các bạn đồng nghiệp của tôi, trong đó có nhiều người làm trò của tôi, cho nên quan hệ giữa chúng tôi với nhau đấy nó là rất là mật thiết. Thì bộ sử này ấy, có lẽ nên về cho anh Nguyễn Văn Nhật, tức là lúc đó là viện trưởng viện sử học đấy, hay là Trần Đức Cường là tổng biên tập của bộ sử này, hoặc là nhà Đinh Quang Hải, tức là viện trưởng hiện nay ấy, của viện sử học trả lời nó đúng cương vị hơn. Nhưng mà thôi, anh Hùng đã hỏi thì tôi vẫn có thể trả lời được. Vâng, tôi tin rằng là trả lời của tôi là đảm bảo của cơ sở, và tôi chịu trách nhiệm về tất cả những trả lời này. Cái bộ sử này theo chỗ tôi biết ấy, là nó nằm trong một cái đề tài cấp cho viện, cấp bộ đấy. Cấp bộ. Tức là của viện học sổ trước đây, và bây giờ là viện hàn lâm học sổ Việt Nam. Thì nó là cái đề tài cấp bộ. Ở Việt Nam thì các cái đề tài nghiên cứu ấy, thì nó chia làm nhiều cấp, cấp cao nhất là cấp của nhà nước. Rồi đến cấp thứ hai là cấp bộ, rồi cấp thứ ba là cấp cơ quan, cấp địa phương. Thì đây là cái đề tài cấp bộ, tức là của Viện Hàn lâm Khoa học Sổ Việt Nam hiện nay. Thì phải nói là kinh phí không có nhiều, nhưng mà anh em Viện Sử học đấy đã quyết tâm
tập trung vào trường. Tất cả việc ra 30 người thì đều tham gia trực tiếp vào công trình biên soạn này. Thì có thể nói đây là cái công trình biên soạn của Viện Sử học trong cái đề tài cấp viện học sổ Việt Nam. Cái người chủ trì đấy là Phó Giáo sư Trần Đức Cường, của các tổng biên tập của bộ sách này. Thì bộ sử này có một quá trình khá lâu dài, từ khoảng năm 2013 2004 đấy, thì đã bắt đầu xuất bản cái tập đầu tiên, nhưng mà lẻ tẻ thôi. Rồi sau đó ngừng một thời gian, rồi đến năm khoảng 2008-2009 thì xuất bản được một số tập nữa, nhưng mà rồi cũng dừng lại. Và đến năm 2014 ấy, thì xuất bản tất cả về lâm đồng, tức là xuất bản lần đầu tiên là năm 2014. Rồi đến năm 2017 ấy, thì tái bản, thì gần 2017 là tái bản. Tức là xuất 2017 là tái bản, tái bản toàn bộ, tức là gần về lâm đồng. Thì bộ sử này đấy là tôi khẳng định hai điều cực kỳ quan trọng mà có phần liên quan với tôi và cũng có những cái dư luận hội nhập. Thứ nhất là một công trình độc lập của Viện Sử học, nó hoàn toàn của Viện Sử học, ngay cả các nhà sử học ở trường đại học với các cơ quan cũng có khả năng, cho nên nó chỉ giới hạn trong phạm vi của Viện Sử học. Thứ hai là tôi dù là lúc bây giờ là chủ tịch hội sử đấy, tôi rất ủng hộ, nhưng mà tôi tuyệt đối không tham gia. Tôi không có liên quan gì ở bất cứ câu nào của một sự này. Thì đây là hai cái điều mà tôi cam kết là đúng sự thật như vậy. Bác nói là độc lập, nhưng mà tại sao cái vấn đề tài chính thì do ai? Không, độc lập ở đây là độc lập trong phạm vi của người sự học. Trong vòng thì tức là không có sự không có sự tham gia của người sự học. Còn dĩ nhiên đây là một cái đề tài nhà nước. Tức là không có ý kiến gì trong Bộ Chính trị hoặc là Ban Tuyên giáo Trung ương? Không, cả cái đề tài này thì không các cái cấp trên đấy, người ta có tổ chức nghiệm thu, có tổ chức nghiệm thu, là không bao giờ khác được, không hoàn toàn giao cho giới sở tự chịu trách nhiệm, tự lo được cái công việc, họ có làm hai việc thôi, thứ nhất là duyệt cái công trình, thứ hai là cấp kinh phí để triển khai, và thứ ba nữa là cái hội đồng nghiệm thu, hội đồng cấp ủy, thì năm lần đầu tiên là năm 2014. 2014 rồi đến năm 2017 là tái bản. Tháng 8 năm 2017 là tái bản chứ không phải lần đầu tiên xuất bản. Chứ không phải lần đầu tiên. Hiện bây giờ nhiều người cũng hiểu nhầm chỗ này. Vâng, cảm ơn thầy Lê đã cho được cái sáng tỏ. Tôi cũng tưởng là lần đầu tiên xuất bản. Không, không phải. Và cái nữa là tôi không hiểu từ đâu đấy. Đến bây giờ tôi cũng biết, nhưng mà biết không được thật là chuẩn xác lắm. Tự nhiên trên mạng. Cái này là trên mạng xã hội thôi. Hay là cái quản trên báo chí ở trong nước, tôi nhấn mạnh là báo chí giấy và cả cái mạng chính thức của các cơ quan và tổ chức thì không có nhầm lẫn chuyện này. Nhưng mà trên mạng xã hội thì người ta gán cho tôi là cái người chủ trì cái công trình biên soạn chứ không phải hoàn toàn bình thường không có, mà tôi biết tập mà cái đó là tuyệt đối không có. Anh Nguyễn Văn Nhật là nguyên viện trưởng Viện Sử học có nói chuyện với tôi. Ông nói tôi là người biên soạn cái đó chứ không phải bác Lê. Lúc đó ông là viện trưởng Viện Sử học. Đúng rồi, là viện trưởng Viện Sử học. Thật ra họ nhầm đấy, có thể là vì họ không nắm vững vấn đề. Thậm chí có nhiều người phê phán đấy, không biết một sách như thế này. Anh không đọc một trang nào trong cuốn sách này. Bác nói câu đó thì tôi phải lặp lại lời anh Nguyễn Văn Nhật. Anh Nhật nói rằng chính ông Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cũng chưa đọc cái cuốn sử trước khi mà ông khiếu nại. Vâng, mời bác. Thì có nhầm là vì hiện nay thì tôi đang chủ trì một công trình khác. Công trình khác. Gọi là Bộ Lịch sử Việt Nam. Mà đây mới là cái Bộ Lịch sử chính thức đấy. 30 tập. Trong đó gồm 20 tập về lịch sử từ nguồn gốc cho đến tận năm 2000. Và bên cạnh đó là có 5 tập về nhân viên sự kiện. Trình bày cho nhân viên sự kiện. Thì bộ sử này đấy là bắt đầu từ năm 2014. Và cho đến cuối năm nay đấy thì mới xong rồi. Và sang năm 2019 ấy, thì mới bắt đầu thẩm định để xuất bản dần. Thì tôi là tổng biên tập thì bộ sử này. Và người ta đồng nhất hai bộ hình đó. Người ta phê phán tôi với tư cách là tổng chủ nhiên cả hai tập. Cả bộ lịch sử 15 tập và cả bộ quốc sử. Thế là đâu ông này cắm cầm bà kia. Mà tôi không hiểu tại sao được con châm lận như vậy. Và nói thật tôi có nhiều người cũng nói. Có mặt âm mưu nào? Tôi không biết được. Nhưng mà từ chỗ gắn ghép đó mà rồi thì người ta mới móc một vài cái chuyện trong bộ sử 15 tập ấy. Và người ta phê phán tôi rồi. Thì phê phán bộ sử một phần, nhưng mà phê phán cá nhân tôi thì phải nói là cực kỳ cảm nhận.
và họ dùng những lời lẽ có thể nói là vô tỏ được biết được chưa? À, và lôi cả cái link của tôi ra để vừa phê phán thôi. Thì việc làm tôi đã qua rồi từ thời kỳ cải cách chủ đất lên. Không biết là bác có đọc hay không, nhưng mà tôi tiết lộ ở cái chi tiết này cũng hay lắm. Là khi người ta viết tiểu sử của ông Phan Huy Lê đấy, thì người ta chỉ viết cái tiểu sử Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà sau ngày 30 tháng 4 năm 75 thì người ta lại không biết những cái thành quả và những cái huân chương hoặc là những cái khen thưởng mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng như là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đã tặng cho bác Lê. Thì bác có thể khoe một cái ít với lại độc giả Camilla và cái thành tích của bác sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Có lẽ tôi thì có cái thói quen là không bao giờ tôi tự bảo vệ mình. Cái đó là một cái đặc tính mà chúng tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng từ Bắc Giáp, người Quảng Bình qua những người ở Hà Tĩnh, chúng tôi đã cây dịp đi vào cứu trợ nặng lụt ở Quảng Bình năm 2016, thì chúng tôi thấy rằng tính tình của những người ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đã cho tôi một cái bài học, và kể qua cái Nghệ An qua cái hình ảnh của, đơn giản của Bác Hồ, tôi đã thấy rằng có một cái tính rất là gọi là khiêm nhường, không bao giờ mà nghĩa là muốn khoe cái thành tích của cá nhân của mình. Cũng như anh Nhật nói là tôi chưa bao giờ phỏng vấn bất cứ một đài truyền hình nào. Thế mà hôm đó là tôi rất trân trọng anh Nhật đã tiếp chúng tôi và là con nói chuyện. Vâng, là mời bác tiếp thì cái quyển mà hôm mà Chủ tịch Trần Đại Quang tới Tết tới thăm bác á, thì anh nhắc về cái cuốn tập sử 30 tập đó đấy. Thì tức là bác mới kể ra. Dạ vâng, cái hôm mà Chủ tịch Trần Đại Quang tới thăm tôi ấy, thì tôi tặng một khác ấy. À, tặng một khác bộ đó gọi là Vùng Đất Nam Bộ, Quá Trình Hình Thành và Phát Triển. Thì đây là Vùng Đất Nam Bộ, Quá Trình Hình Thành và Phát Triển. Tức là chỉ nói về bên miền Nam thôi. Chỉ miền Nam thôi, riêng là Nam Bộ thôi. Trong một thời gian khá dài, có thể nói là khoảng 5 năm. Tức là đi trước mà về sau hả? Năm 2007-2008, đến tận năm 2011-2012. Dạ. Thì trước đây là tôi không có dịp đi vào khảo sát Nam Bộ, Việt Nam nói chung. Vâng. Nhưng mà sau năm 75 thì tôi phát hiện tôi cũng có dịp đi điều tra khảo sát nhiều vùng ở Nam Bộ. Và trên cơ sở đó đấy, thì tôi và một số bạn đồng nghiệp ở Hà Nội có, ở thành phố Hồ Chí Minh có đấy, với đề xuất một cái đề tài là Vùng Đất Nam Bộ, Quá Trình Hình Thành Phát Triển. Tôi nêu lên cái đề tài này ấy, vì Nam Bộ chưa được nghiên cứu một cách thật là toàn diện. Bác Hồ nói rồi, nghĩa là miền Nam đi trước mà về sau. Mời bác. Bây giờ trên khoa học cũng không cũng như vậy. Và có một cái quan điểm mà tôi cho rằng là không thỏa đáng. Dạ. Làm cho cái nhận thức của Nam Bộ nó hầm cụ. Dạ. Bỏ méo đi. Dạ. Tức là nói đến Nam Bộ ấy, bây giờ anh Hùng và tất cả mọi người giờ các sách ra, cái sách nghiên cứu, kể cả trong nước và ngoài nước, đều chỉ bắt đầu từ thế kỷ 17. Đầu thế kỷ 17. Tức là cái thời kỳ mà phân biệt thành trong và ngoài. Dạ vâng, đúng rồi. Và thế kỷ 17 là lúc có những cái di dân biểu hiện đầu tiên vào khai phá cái đồng bằng sông Cửu Long. Thì họ chỉ khởi đầu từ đó. Dạ vâng. Rồi sau đó nó tiếp cho đến tận bây giờ. Chứ còn trước đó là gì? Có thể nói không có một sách nào để đọc được. Nó tạo nên một cái khoảng trống rất là mù mịt ở trong nhận thức lịch sử. Dạ. Nam Bộ không thể tự nhiên mà nó xuất hiện được. Nó phải có một quá trình hình thành phát triển của nó để đi tới cái diện đó về này. Thì xuất phát từ cái nhận thức ấy là nghiên cứu lịch sử Nam Bộ cho đến nay có một cái khoảng trống như thế cần phải được lấp đầy. Thì đây là cái tập sách mà nghiên cứu về Nam Bộ đấy. Chúng tôi vận dụng những cái nhận thức mới nhất của giới sản để mà khám phá cái vùng đất này. Thứ nhất là trình bày Nam Bộ đấy từ khi con người xuất hiện đến đây cho đến tận bây giờ, không phải chỉ từ thời kỳ nào, tức là cái lịch sử trước thời kỳ 17 cần phải được bổ sung vào. Đây là cái quan điểm cơ bản nhất. Dù rằng nó còn cái phức tạp đó, thì trong thời kỳ này là thời kỳ tiền sử, thời kỳ nguyên thủy, thì sau đó là cái thời kỳ hình thành nhà nước phù nam với một nền văn hóa cao rất là cực tiến, rồi có một thời kỳ thống trị chân lạc. Rồi thì kết thúc cái thời kỳ quyền sử nó ở quyền nó có bán là trình bày toàn bộ cái này. Dạ. Tôi sẽ tặng anh bộ. Bây giờ thì chắc có bán trước đây thì in giấy thế, nhưng bây giờ thì biết nhiều nhé. Thứ hai là đây không phải là bộ sử về Nam Bộ đâu. Dạ vâng. Là trình bày Nam Bộ đấy
dưới hai góc cạnh. Thứ nhất là đi vào quá trình lịch sử thì cũng có từng từng giác ở một để đến tận chiều cao thời gian hai. Nhưng mà bên cạnh đó đấy thì có những cái nghiên cứu sâu về từng phương diện. Tôi lấy ví dụ như nghiên cứu về cái điều kiện tự nhiên của nó tác động đến lịch sử con người như thế nào, đến lịch sử văn hóa của nó cũng như thế nào, đấy, về địa chất thế nào, về địa lý thế nào, về môi trường sinh thái như thế nào, hay có những cái chương nghiên cứu riêng về tộc người, các cái tộc người đã từng sinh sống trên Nam Bộ như thế nào và đặc biệt là gần đây như thế nào, rồi cái đặc trưng về văn hóa của Nam Bộ như thế nào, rồi các cái tổ chức xã hội của Nam Bộ như thế nào, tức là kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử theo cái tiến trình này với một số cái chuyên đề đi sâu từ phương diện này, thì nhằm mục tiêu là làm thế nào mà làm cho người đọc có một cái nhìn tổng hợp đầy đủ về vùng đất Hà Nội. Thì có thể nói đây là một cái đây là tôi là chủ biên thôi, mà tham gia là có tới nhiều nhà khoa học, có tới 10 đề tài. Và bây giờ thì sản phẩm của nó là một bộ sách có 12 tập. 12 tập chia làm hai bộ. Mỗi tập mà đề bao nhiêu? Thì hai bộ nhé, bộ đầu đấy là hai tập. Thì khoảng độ hơn 1.500 trang. Ôi, hơn 1.500 trang. Thì đó là trình bày một cách tổng quát. Và sau đó là 10 tập, bộ thứ hai là 10 tập. Đi sâu khảo sát từng phương diện một. Về lịch sử như thế nào, từng thời kỳ một. Về địa lý, địa chất, về môi trường sinh thái vân vân. Từng phương diện một. Thì bộ sử này là nói chung là hay dở thế nào đấy thì dĩ nhiên là tôi không nên phát biểu. Nhưng mà đứng về phương diện chủ quan của các nhà nghiên cứu và biên soạn đấy là cố gắng trình bày một cái quan điểm đúng nhất để làm được và tận dụng tất cả các kết quả nghiên cứu đấy đến tất cả các phương diện có liên quan, từ địa lý, địa chất, môi trường sinh thái cho đến khảo cổ học, từ lịch sử cho đến văn hóa vân vân, tức là trình bày dưới một cái phương pháp luận và lý này liên kết điều này vào với nhau và đưa tới một cái nhận thức toàn bộ và toàn diện của Nam Bộ. Thì đây là cái công trình mà tôi cảm chủ tịch tỉnh qua. Thì thường thường tôi có cái thói quen như này, các vị lãnh đạo mà tới thăm tôi ấy, thì bao giờ tôi cũng cố gắng tặng cái công trình nghiên cứu gần nhất của tôi. Đây không phải lần đầu tiên mà tôi cảm chủ tịch nước Trần Đại Quang về một cái công trình của tôi. Và trước đây cả chủ tịch trước ấy, tôi cũng đã tặng cái công trình mà lúc đó đấy là mới nhất của tôi. Nói về cái quyển lịch sử Việt Nam 15 tập đó, thì nó có, tôi thấy rằng có hai cái vấn đề. Cái vấn đề mà thấy nó hơi khác lạ là vấn đề thứ nhất là cái lần đầu tiên trận chiến Việt Trung đã đưa vào trong cái cuốn sử năm 1979. Và rất nhiều người tưởng rằng cái cuộc chiến Việt Trung nó chấm dứt ngay sau khi mà quân đội mà Trung Quốc rút khỏi Lạng Sơn. Nhưng mà thật sự là nó tới 10 năm sau mình mới thật sự là chiến súng mới chấm dứt. Thì nguyên nhân nào mà các bác lại đưa cái trận đánh Việt Trung mà từ xưa nay không đưa vào trong bộ sử Việt Nam? Viện sử học đưa thì chiến tranh phía Bắc đấy là vào trong bộ sử này ấy, là nằm trong cái khuynh hướng chung của sử học Việt Nam hiện nay. Cái này chúng tôi đã thảo luận rất nhiều lần. Và gần như đi tới một cái quan điểm nhất trí của sử học Việt Nam. Tức là trình bày lịch sử Việt Nam ấy, phải trình bày toàn diện và trung thực, khách quan. Có ý kiến Bộ Quốc phòng? Không phải vào chúng tôi độc lập lại. Độc lập là không cần xin gì cả. Mà chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hội thảo và đạt tới một cái sự thống nhất của thành phần hoàn toàn các sử học. Thì đó là cái quan điểm về cái tính toàn diện và toàn bộ lịch sử Việt Nam, khách quan và trung thực của lịch sử Việt Nam. Và như anh biết ấy, thì nói về sử học thì phải nói đến cái tính khách quan của trung thực. Thì trình bày lịch sử mình cắt chỗ này bỏ chỗ kia thì mà đúng nhận xét thế này mà nhận xét thế khác thì nó là cái lịch sử mang tính chất chủ quan quá nặng nề. Và với cái trình độ dân trí hiện nay ấy, người ta không chấp nhận cái kiểu cái sử này. Chưa để nói đến cái giới sống nước ngoài đấy thì dĩ nhiên người ta càng phê phán. Tức là ngay trong nước người ta đã không chấp nhận rồi. Ở bên ngoài thì hay có nói là giải mã, tức là sau một thời gian 20 năm hay là 30 năm hay là 50 năm thì là mình mới có quyền nói. Nhưng mà đây là cái quyền sử này thì chúng tôi chỉ ngạc nhiên mà đặt vấn đề đó thôi, chứ không có ý nghĩa gì không. Tôi muốn nói thêm điều này. Không phải cái bộ sử 15 tập này lần đầu tiên chuyển thành đề bảo đâu. Mà trước đó từ lâu rồi. Tôi nói là ít nhất là từ đầu thế kỷ 1. Sách giáo khoa lịch sử đã đưa vào.
Tất nhiên sách giáo khoa đều là cũng mấy dòng thôi. Dạ đúng rồi. Rồi giáo trình lịch sử đại học. À, là chúng tôi đã đưa vào. Cũng đã đưa vào. Đưa vào. Dạ. Chẳng hạn như cái bộ sử mà viên soạn gần đây nhất của trường đại học khoa sử, trường đại học sử nhân văn này, có 4 tập thì trong đó cũng rất sức đầy đủ, đưa cả cái cuộc chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 vào, đưa cả cái cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, rồi đưa cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc đưa vào, dạ vâng, cả cách mạng cũng đưa vào, à vâng, cả tất cả cái gì đã xảy ra và là một cái đồ huynh nhất định, dạ thì bộ sử này là tiếp tục một cái khuynh hướng đó của giới trẻ. Và cái bộ lịch sử 15 tập ấy, đưa tương đối liều lượng cao hơn. Cũng có người xếp bình chương cũng nhiều ý tiết cũng đưa vào một liều lượng đáng kể. Nhưng mà không phải là bộ sử đầu tiên đưa được vấn đề này. Họ tiếp tục một cái xu hướng là được xác lập của giới trẻ. Vâng, thì như vậy thì nó cũng đã sáng tỏ một cái vấn đề, có những cái dư luận nói rằng là tại vì đưa cái đề tài Trung Quốc vào đã tạo ra điều kiện, nhưng mà chúng tôi lại có một cái dư luận khác là nói rằng là cái quyển sử của cái chữ Ngụy đã tạo nên một cái sự chống đối trong nước. Và theo sự hiểu biết của một nhà báo thì chúng tôi đã có những cái tài liệu trong tay là từ năm 1998, tức là sau khi có tái lập bang giao với lại Hoa Kỳ đó, thì tôi đọc những cái cuốn sách viết về hiệp định Ba Lê hoặc là cuốn sách khoa học lịch sử thì đều đã không dùng cái chữ Ngụy rồi, hay dùng chữ quân đội Việt Nam hoặc là chính phủ miền Nam, hay là chính phủ miền Nam. Chính phủ miền Nam đây là mình nói về cái tổ chức mặt trận thống nhất giải phóng ấy. Thì bây giờ xin hỏi bác Lê, lý do tại sao mà quý vị không dùng chữ Ngụy? Thật ra cái này tôi cũng không ngờ mà nó thành từ cuộc tranh luận ấy, quan điểm đổi trái chiều phức tạp như thế. Dạ vâng. Có lẽ một phần nào đó đấy xuất phát từ cái lời giới thiệu không thật là rõ ràng lắm. Dạ vâng. Phó giáo sư Trần Đức Cường. À vâng. Đấy, hồi dạ vâng, vâng, tôi biết. Dạ vâng. Anh có dùng cái từ thế này, tức là chúng tôi từ bỏ cái từ người quân bình thường. Dạ vâng. Thì dùng chữ từ bỏ theo tôi thì không phải đáng. À, không phải đáng, đúng rồi. Cái đó có thể từ bỏ thế nào được, dạ vâng, người ta gọi thế nào được, quyền người ta. Nhưng mà vấn đề căn bản ở chỗ này, tức là chiến tranh đã lùi xa rồi. Đúng. Bây giờ là cái lúc đấy mà chúng ta phải nhìn lại lịch sử một cách rất là bình tĩnh. Dạ vâng. Rất là bình tĩnh. Không để cho cái không khí chiến tranh được chi phối được một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Thì yêu cầu cơ bản trong đầu đấy là phải trình bày một cách rất là khách quan. Dạ vâng. Tôi nói ví dụ như là cái quốc gia Việt Nam của thời kỳ quốc chủ của Đại, rồi đến Việt Nam Cộng Hòa từ thời kỳ tổng thống Ngô Đình Diệm đấy. Dạ vâng. Nó hai cái thực thể chính trị nó tồn tại thực sự chứ không phải là ma. Dạ vâng. Thì về sự học mà nói là mình phải tôn trọng cái tính khách quan đó, mình phải trình bày nó, nhưng mà trình bày một cách rất là thực tế. Dạ vâng. Như nó đã xuất hiện, như nó đã tồn tại, trong đó có quan hệ hình như thế nào, hình nuôi như thế nào, không có phụ như thế nào, thì bởi vậy rất là khách quan, đúng như nó là đúng là cái thực tế mà là. Chứ còn dùng từ nữa, thì cái đó phải nói là cái cách diễn đạt thôi. Đúng là cách diễn đạt. Thì lúc bấy giờ người ta dùng Ngụy quân Ngụy quyền là chuyện bình thường. Cũng như phía Nam thì gọi là Việt Cộng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Thì lúc đó là người ta dùng như thế. Đúng rồi. Thì lúc mà mình diễn đạt lại trong cái không khí thời bấy giờ đấy, thì tôi nghĩ rằng là mình vẫn có thể dùng từ đó. Đúng. Chẳng hạn như cái câu của bác Hồ ra là đánh thương mình cút, đánh thương mình giao. Đúng. Thì nó rất sợ luôn. Dạ vâng. Đấy là có cuộc meeting, là có cái cuộc biểu tình để chống Ngụy quân Ngụy quyền, để chống Việt Cộng vân vân đấy. Vâng. Thì sự học vẫn phải trình bày khách quan. Dạ vâng. Còn bây giờ viết lại lịch sử đó đấy, thì từ từ trong hồ. Dạ đúng. Mà theo tôi đây chỉ là cách sử dụng từ. Dạ. Chứ không có vấn đề gì lớn này. Bác anh nhạc tôn trọng sự thật đó. Dạ. Và trình bày đúng về sự thật đó. Dạ. Trình bày sai thì người ta có quyền phê phán. Dạ. Nhưng mà còn cái cách gọi cái tùy từng người nữa nhé, và tùy từng cái bối cảnh. Và nói về cái cách mà không dùng chữ quân ủy quyền thì không phải chỉ bộ sử này đâu chứ. Tôi nói từ các cái văn kiện của Đảng và Nhà nước thì dùng lắm. Đã dùng lâu lắm nhé. Từ trong cái bộ bách khoa quân sự của quân đội đấy. Dạ, dạ, dạ. Từ năm 1998 đấy. Tôi có đưa lên KBG hát là giống nét này. Thượng tướng... Dạ. Thượng tướng... Hoàng Minh Chính này. Ừ. À,
Hoàng Minh Thảo. Hoàng Minh Thảo. Hoàng Minh Thảo. Ông này là giáo sư và thầy giáo. Thế mà để bảo chuyện này cho. Dạ vâng. Về lịch sử ngoại giao Việt Nam. Dạ vâng. Số sách của đây của Bộ Quốc phòng cũng dùng từ này cho. Dạ vâng. Để chuyển đó thôi, để chuyển bình thường. Dạ vâng. Nếu như mà trình bày sai thì bản chất của những thực thể này thì nó mới được thực hiện. Dạ đúng. Chứ còn bày trình bày đúng và cái tương gọi thì nó là cái cách nhìn cái cách xưng hô. Dạ vâng. Thì tùy trong điểm thì miêu tả mà mình dùng chữ gọi là. Vâng. Thì theo tôi có những vấn đề thật là rất đơn sơ. Dạ. Nhưng tự nhiên người ta nêu phồng lên, cường điều hóa nó lên. Dạ. Thành vấn đề tranh cãi rất là không, không có, theo tôi không có ý nghĩa gì cả. Vâng, thì cảm ơn thầy Phan Huy Lê đã trả lời cho cá nhân tôi cũng như là tất cả các độc giả làm sáng tỏ một cái những cái chuyện. Thật sự là tôi gọi đó là một sự thị phi mà chúng tôi không có cần tìm hiểu là cái nhóm này là do ai Việt Nam đó đó thì bác có quen ai trong đó? Tôi quen tất cả. Quen tất cả. Bác. Thế bác có chỉ đạo cho tất cả những người không, đó để làm cái gì không? Không, tôi tuyệt đối không có. Không có những gì. Thì tôi nói là tôi không có dính dáng bất cứ một tí gì nữa. Dạ, tên bất cứ phương diện nào về bộ sự này cả. Tuy rằng anh em mới nói với tôi là bạn đồng nghiệp rất là bắt kêu vào biểu tình dân tôi sẽ biểu tình nếu mà cái hội đồng thẩm định này là khác mà do ủy ban trung ương không biết nào do ban tuyên giáo trung ương thành lập là thành lập một phó trưởng ban tuyên giáo trung ương làm chủ tịch hội đồng vâng. Và bên dưới là các nhà khoa học thì giải thích và đưa những ý kiến lên và cuối cùng thì kết luận và thưa quý khán giả, tôi nói chỉ kết luận có nhiều điều ấy. Dạ, có nhiều điều, có 1, 2, 3 cơ bản nhất đấy là cuốn sách không có vấn đề gì. Dạ, mà về chính trị và khoa học. Dạ. Tất nhiên là có những vấn đề về khoa học cần phải bổ sung thêm. Dạ, vâng. Nhưng mà không có vấn đề gì. Không có những vấn đề gì để bài đi thực thường. Dạ. Dù mình có thể vẫn phát hành bình thường. À, dạ. Tức là không có vấn đề gì. Dạ, vâng. Nhưng mà đây là lần tái bản. Cái bản báo cáo đó đó, thì theo lời anh Nhật đã có ở trong cái trang mạng của Viện Sử Học. Quý vị có thể vào trong Viện Sử Học để nếu mà tin rằng là những cái tài liệu mà Photoshop thì quý vị có thể vào